Theo báo cáo doanh số về mây doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu bước sang năm 2021 đạt là 26.431 xe giảm 46% so với tháng trước và tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt là 14.512 xe giảm 51%. Và xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.920 xe, giảm 35%. Ngoài ra VMA thành công euro cũng công bố kết quả bán hàng đạt là 6.058 xe chỉ trong một tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, giảm mạnh hơn 7.200 xe so với tháng trước. Mặc dù là thời điểm Tết Nguyên Đán nhưng lượng xe tiêu thụ trên thị trường bất ngờ giảm mạnh, nhu cầu mua sắm của người dân ngày càng cao trong khi nhà máy sản xuất không kịp đáp ứng dẫn đến đại lý không đủ xe để bán. Khá là nhiều mẫu xe có sức hút trên thị trường đã xảy ra tình trạng khăn hàng như là Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Honda City, Hyundai Sant. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với các dòng xe lắp ráp trong nước đã hết hiệu lực, cũng khiến cho nhu cầu mua xe của khách Việt hạn chế hơn hẳn. Các chương trình khuyến mãi của các hãng cũng được đánh giá chưa đủ hấp dẫn như thời điểm trước đây. Sau đây là một số mẫu xe quý khách hàng có thể tham khảo để chọn lựa cho mình có phương tiện di chuyển trong năm. Nói đến dòng xe Toyota Vios, nhiều người nói rằng đây là mẫu xe quốc dân bởi lẽ khá là phổ biến ở trên đường phố ở Việt Nam. Toyota Vios đã bất ngờ bị đẩy xuống vị trí thứ năm của top 10 xe bán chạy khi chỉ có là 1.345 xe được bán ra thị trường. Thực tế điều này khá là dễ hiểu bởi phiên bản nâng cấp của mẫu xe này đang rụt rịch ra mắt trong thời gian gần đây và nhiều khả năng là ngay trong quý thứ hai trong năm mới. Do đó, phần lớn khách hàng yêu thích mẫu xe này sẽ có xu hướng đợi mua bản mới thay vì bản hiện tại. Thay thế cho Toyota Vios, mẫu xe giữ ngôi vương toàn thị trường đó là Mitsubishi Spander với số lượng bán ra là 2.793 xe. Chỉ giảm nhẹ là 153 xe so với trước. Mẫu MPV này là một trong những mẫu xe thành công nhất của Mitsubishi ở tại thị trường Việt Nam dù chỉ mới ra mắt được vài năm mà thôi kể từ năm 2018. Mitsubishi Việt Nam đã bắt đầu cung cấp cho khách hàng Việt phiên bản Spender lắp ráp trong nước. Cho đến nay xe được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm một bản lắp ráp AT và hai bản nhập khẩu MT và AT. Sau Spender, Hyundai Sen được ghi nhận doanh số bán hàng đạt là 1.799 xe trong một tháng. Phiên bản nâng cấp Hyundai Sen 2021 đã có màn ra mắt chính thức tại thị trường trong nước kể từ đầu tháng 12, 2020. Và đây là một trong những mẫu xe chủ lực của thành công Euro trong phân khúc sedan hạng B ở tại Việt Nam. Và cũng là đối thủ nặng ký nhất của Toyota Vios trong phân khúc này. Một thương hiệu khá là hấp dẫn nữa đó là Honda. Honda cũng đưa ra mẫu Honda City có một tháng kinh doanh khá thành công khi lượng xe bán ra trong tháng đạt là 1.579 xe giúp cho mẫu xe này leo lên vị trí thứ ba trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt. Thế hệ thứ năm của Honda City đã chính thức bán vào tại thị trường Việt kể từ cuối năm 2020 với diện mạo mới ấn tượng và tiện nghi hiện đại hơn. Mới đây, trang thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hé lộ một phiên bản CDI -E hoàn toàn mới mà dựa theo thông số kỹ thuật chung thì nhiều khả năng sẽ là phiên bản giá rẻ để cạnh tranh với Mitsubishi Atray Kia Soluto trong cùng phân khúc về tầm giá với 1393 xe bán ra Hyundai Grand i10 ghi tên ở vị trí thứ tư trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt trong tháng vượt qua Toyota Vios ngoài ra các vị trí tiếp theo trong top 10 của mẫu xe ăn khách nhất thị trường Việt vẫn về Kia Seltos với số lượng 1226 xe Mazda CX-5 là 1016 xe Kia Sorento là 946 xe Ford Ranger là 932 xe Kia Cerato là 917 xe Hầu hết các mẫu xe đều ghi nhận mức sụt giảm nhất định bởi vì ảnh hưởng bởi thị trường. Sở hữu một chiếc xe ô tô để mà làm phương tiện đi lại cho gia đình, điều đó rất chính đáng và đây là những thông tin để cho quý vị dễ dàng tham khảo khi nhiều người lựa chọn những mẫu xe này. Bởi đây là những thông tin chi tiết những ô tô bán chạy nhất thị trường trong nước trong những tháng quạt. Đứng đầu đó là dòng xe Toyota Vios với số lượng bán ra là 3.443 xe. Toyota Vios tiếp tục thể hiện sự bứt phá về doanh số và giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường lẫn trong phân khúc với doanh số là 3.443 xe chỉ trong một tháng. Cộng dồn trong 10 tháng của năm tổng doanh số bán hàng của Toyota Vios đã đạt tới 22.563 xe, bỏ xa các đối thủ xếp sau. Có thể thấy rằng Toyota Vios đang gần như là nắm chắc ngôi vương xe bán chạy nhất ở thị trường trong nước trong năm. Về vị trí thứ hai, đó là dòng xe đến từ đất nước Hàn Quốc, Hyundai, Hyundai Accent, với con số bán ra là 2.230 xe. Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng đó là mẫu sedan hạng B này, xe bán ra trong tháng đã đạt đến con số là hơn 2.000 và so với trước đó thì đã tăng là 359 xe chỉ một tháng. Kể từ những tháng đầu năm cho đến thời điểm hiện tại, con số bán ra cũng khá là ấn tượng là 15.008 xe. Hyundai hạ sen đến tay khách hàng và đó là sự lựa chọn của rất nhiều người Việt ở trong nước. Về vị trí thứ ba mang thương hiệu Việt đó là VinFast Vadio. VinFast Radio trong thời gian gần đây với nhiều gói khuyến mãi ấn tượng đã giúp cho doanh số của dòng xe này đã tăng lên đáng kể. Đây là được đánh giá là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc trong 2 tháng với nhiều chính sách ưu đãi và vươn lên đứng vị trí số 3 trong top 10 xe ăn khách nhất và doanh số trong 10 tháng của Fadio đó là 1851 xe. Dòng xe bình dân vẫn quen thuộc với nhiều người và hay nói rằng đó là Hyundai Grand i10. Với chính sách giảm giá kích cầu của đại lý Hyundai, góp phần giúp cho doanh số của Grand i10 tăng trưởng và đạt là 1.759 xe. Với tổng cộng số xe được bán ra trong năm, đó là 11.860 xe, con số rất ấn tượng. Về vị trí thứ năm, dòng xe khá là mới, đó là Mitsubishi Spender mới nổi với doanh số chỉ một tháng bán được 1.683 xe đã giúp cho Mitsubishi Spender nhảy vọt hai bậc trong bảng xếp hạng và mặc dù không còn thường xuyên nằm ở top đầu như những năm trước đây nhưng Mitsubishi Spender vẫn cho thấy là phong độ ổn định khi thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất ở thị trường trong nước. Thương hiệu Mazda cũng khá là quen thuộc với người Việt. Mazda CX-5 với số lượng bán ra trong tháng là 1671 xe. Nó nằm trong góc mặt danh sách 10 xe ô tô bán chạy nhất, tăng 404 xe so với một tháng trước. Điều đáng nói đó là Mazda CX-5 đã lấy lại vị thế dẫn đầu trong nhóm SUV 5 chỗ từ tay Hyundai Tucson. CX-5 cũng là mẫu xe duy nhất của Mazda góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất trong tháng ở thị trường trong nước. Thương hiệu đến từ Mỹ khá là mạnh mẽ Ford, Ford Ranger là mẫu bán tải duy nhất lọt vào top bán chạy nhất. Doanh số trong tháng của mẫu xe này đạt 1.583 xe. Tính cả 10 tháng thì dòng xe này có 9.684 xe đến tại khách hàng. Ford Ranger đó là một thương hiệu khá là nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Kế đến thương hiệu quen thuộc của người Việt đó là Toyota vừa qua dòng xe Toyota Corolla Cross ra mắt khá là ấn tượng cả về trang bị lẫn mẫu mã xe. Sau khoảng 3 tháng ra mắt ở tại thị trường ở trong nước tân binh Toyota Corolla Cross đã góp mặt vào top 10 xe bán chạy nhất với số lượng bán ra là 1548 xe chỉ trong một tháng. Và trong 2 tháng so với tháng trước đó tăng là 394 xe mẫu xe mềm mại và đẹp với tầm giá khá là bình dân Kia Cerato danh số bán hàng đạt là 1.528 xe chỉ trong một tháng giúp cho dòng xe Kia Cerato quay trở lại trong top 10 ô tô bán chạy nhất ở Việt Nam tăng 512 xe so với tháng trước với ưu thế giá bán khá là rẻ thiết kế đẹp mắt và giúp cho Kia Cerato duy trì được vị trí dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng C vẫn là thương hiệu Kia Seltos. Kia Seltos, mẫu xe thứ hai của Kia góp mặt trong top 10. Mẫu xe SUV hạng B mới ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 7 và đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khách hàng Việt. Kết thúc trong tháng, đã có 1.402 xe Kia được đến tay khách hàng và con số mỗi tháng mỗi tăng. Đây là những thương hiệu mà chúng ta có thể tham khảo để chọn cho mình mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại và đặc biệt là phù hợp với túi tiền và chi tiêu cho một chiếc xe dùng làm phương tiện vận chuyển cho gia đình trong những dịp tháng tới đây. Thật là tuyệt vời! Có thể nói rằng đây cũng là một cơ hội mới nữa để cho khách hàng muốn mua một chiếc xe ô tô có nhiều lựa chọn hơn sau những năm có mặt ở trên thị trường thì thế hệ thứ ba của dòng xe honda hrv nhiều khả năng sẽ được giới thiệu với công chúng một mẫu xe hoàn toàn mới có vẻ như honda hrv đã sẵn sàng lột xác thông qua thế hệ mới nhất và ra mắt công chúng trong thời gian tới đây dựa theo những hình ảnh của chiếc xe trong quá trình chạy thử của nhà thiết kế đã phát thảo tổng thể thiết kế của mẫu xe này giúp cho mọi người có thể hình dung được chân thật nhất về mẫu xe mới Honda HR-V 2021 sở hữu vóc dáng góc cạnh và mạnh mẽ hơn nhiều so với xe hiện hành. Phần đầu của xe cũng như là đuôi xe được thiết kế một cách vuông vắn hơn. Đường gân nổi chạy dọc ngang không xe vút ngược về sau, không còn nữa và thay vào đó là đường dập nổi thẳng dọc theo thân xe qua tay nắm cửa nối từ cụm đèn pha đến đèn hậu tay nóng cửa sau đặc trưng của HRV vẫn được bố trí trên trụ xi. Si. Ở phía trước thì lưới tản nhiệt với các thanh ngang sơn đen có kích cỡ lớn hơn và nối liền với cụm đèn pha hình thang. Mặc dù là bản phát thảo vẫn mô tả đường viền rôm sáng to bản đặc trưng của Honda ở phía trên lưới tản nhiệt nhưng nguyên mẫu HRV 2021 chạy thử từng bị bắt gặp lại không xuất hiện chi tiết này nhiều khả năng Honda có thể sẽ loại bỏ dần thiết kế này trên những mẫu xe mới như là dòng xe Cha hay là tương lai là dòng xe Honda Civic. Phần đuôi của xe cũng sẽ khác biệt đáng kể so với thế hệ cũ khi trang bị đèn hậu thiết kế sắc sảo hơn và được nối với nhau bởi một giải LED nổi bật. Thanh rôm chứa logo Honda vẫn tiếp tục xuất hiện đính kèm cụm đèn hậu. Hốc chứa biển số được đẩy xuống vị trí thấp hơn, tương tự với đối thủ Mazda CX-30. Thế hệ thứ ba của dòng xe Honda HR-V nhiều khả năng sẽ có thêm một tùy chọn động cơ hybrid với động công nghệ IMMD tương tự như là Honda Char và dòng xe Honda City mới. Động cơ này đó là sự kết hợp của động cơ 1.5 chu kỳ Atkinson với công suất là 97 mã lực, mô men xoắn là 127 Newton và động cơ điện 109 mã lực với mô men xoắn là 253 Newton. Tuy nhiên thì các thông số có thể thay đổi bởi vì HKRV 2021 có kích cỡ lớn hơn hai người anh em của mình. Đối với động cơ đốt trong HKRV 2021 sẽ được trang bị những động cơ khác nhau tùy theo từng thị trường khác nhau. Đối với thị trường Nhật Bản và châu Âu đang sở hữu dòng xe Honda HKRV thế hệ thứ hai sử dụng động cơ 1.5 VTEC Turbo, trong khi thị trường Việt Nam đã đón nhận Honda HKRV dòng động cơ 1.8 SOHC iVTEC À, tại thị trường trong nước thì dòng xe này chịu số phận khá là ảm đạm khi có mức giá bán đắt đỏ bậc nhất trong phân khúc và hiếm khi nhận khuyến mãi từ hãng. Xe hiện tại được Honda Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối tới khách Việt với ba phiên bản có giá dao động từ 786 cho đến 871 triệu đồng. Các đối thủ cạnh tranh của HRV có thể kể tới đó là dòng xe Hyundai Kona, Ford EcoSport, Sport, và mới đây tân binh kia seltos cũng khá là đình đám ở trong thị trường trong nước